Dạ vâng, lời đầu tiên Quang Thành xin kính chúc quý cô bác, quý khách hàng có nhiều sức khỏe và đầu tư hợp pháp. Hôm nay Thành giới thiệu cho quý khách hàng, quý cô bác xem cái lô đất 1038 thổ cư chăm số chủ có gửi Thành đây rồi. Đây, Thành xin giới thiệu chi tiết luôn, 1038 nha, 380m2, thổ cư 100%. Đấy. Đấy. Lô đất nằm ở xã Hòa Khánh Nam, Đức Hòa, Long An. Thành sẽ quay sơ sơ về cái lô đất này, về cái đường xá cho quý anh chị, quý cô bác, quý khách hàng xem tiện ích và đường xá thông thoáng như thế nào nhá. Đây. Đây đây là lô đất của mình này. Đấy. Phía xa xa kia cái nhà đèn đen kia là cái nhà vi bằng đấy. Đấy. Rồi quay sang phía bên phải của Thành đi. Phía bên phải của quý anh chị này. Đấy. Đấy, theo mấy cô gái đang đi xe máy ra ngoài đấy. Ra đó 500m là gặp quốc lộ N2 luôn. Rẽ tay trái lên Hồng Nghĩa là 3km. Rẽ tay phải về vòng xoay Hòa Khánh 1km. Và đi thẳng từ vòng xoay Hòa Khánh xuống thị trấn Đức Hòa 5km. Đây, 5km. Bây giờ mình quay vòng lại nhá. Đấy, kho xưởng rất là nhiều. Tí nữa Thành sẽ quay từ trên cao xuống cho quý khách hàng, quý cô bác xem. Đấy. Đấy đấy, cái nhà đẹp đẹp mới xây đấy, hai nhà trọ, hai phòng trọ đối diện nhau, thuê kín hết rồi. Rẽ tay phải của cái phòng trọ mới ấy, là đi ra Bồng Lai Vin, cũng ra quốc lộ N2 luôn, đường rất thông thoáng, đường trước đất 4m, đường xe công nha. Và một điều nữa là Thành xin muốn chia sẻ với quý khách hàng là Thành, bên Thành cái nguồn khách đang rất là nhiều, nên là cần, rất là cần những cái nguồn mà đất chính chủ gửi. Quý cô bác, quý anh chị có đất của mình cần bán, Thành có để cái số điện thoại của Thành bên góc bên trái màn hình của quý cô bác đang xem đó. Đó là số Zalo của Thành. Xin quý cô bác, quý anh chị cứ gửi thông tin qua Zalo, Thành sẽ đến trực tiếp quay chụp hình đất gửi cho khách của Thành xem và giới thiệu với khách. Khách ưng là Thành liên hệ ngay với quý cô bác, quý anh chị thôi. Vậy Thành xin được phép quay từ trên cao xuống cho quý cô bác, quý anh chị xem nhé. Cái giá Thành có để sẵn ở trên cái đầu video rồi á. Với cái sổ Thành chụp cái giá, với cái sổ Thành để sẵn rồi, quý khách hàng cứ xem là tham khảo. Đấy, Thành xin phép được quay từ trên cao nhá. Và bây giờ đây là đất của mình. Đấy, hai phòng trọ hai bên rồi. Úi giời, tay chị đây là những cái kho xưởng đó các bác ạ. Đấy, kho xưởng ối giời ôi luôn. Rồi bây giờ mình cùng nhau đi nhanh chút ra quốc lộ N2 nào. Nên bắt đầu. Đấy, các bác thấy quốc lộ N2 xe đang chạy tí như con kín đấy, các bác thấy không? 500m bay trên cao nó vậy đấy. Đấy, đấy đấy, quốc lộ N2 này. Đấy. Rồi. Rẽ tay phải là về vòng xoay Hòa Khánh 1 cây số, tay trái là lên thị trấn Hồng Nghĩa 3 cây. Đây, cà phê Cao Lợi Hưng. Đấy. Rồi bây giờ mình nhìn vô nhá. Cái tay nhỏ nhỏ đằng xa xa là đất của mình. Đấy. Sẽ hai hướng, hướng về Hồng Nghĩa, hướng về Hòa Khánh đấy, về vòng xoay đấy. Rồi mời các bác cùng Quang Thành đi vô lô đất của mình nào. Đấy, cà phê Cao Lợi Hưng đang sửa sang lại, không biết có đẹp hơn xưa không? Chắc sửa là phải đẹp rồi đúng không ạ? Rồi vô. Nhìn mình thấy kho xưởng rất nhiều phải không các bác? Đấy. Mình đi nhanh một chút. Các bác có thấy lô đất của mình ở đâu không? Đấy, cái nhà vàng nhẹ nhẹ đấy. Đây, chuẩn bị tới này. Tinh 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 tinh. Đây, lô đất của mình. Đấy, còn gì nữa bay quá. Đấy, đất đây, đất đây. Đất đây. 500m từ quốc lộ N2 vô, quá gần phải không ạ? Đường thì xe công nó đi hết cả đường. Rồi cái nhà đen đen này đây, tinh tinh đấy, nhà vi bằng đấy. Dạ vâng, kính thưa quý khách hàng, Thành vừa quay từ trên cao xuống cho quý khách hàng xem rồi, giới thiệu đầy đủ rồi. Thì Thành xin phép được nhắc lại thông tin của lô đất một chút xíu. 1038 thổ cư 100% số thì chủ gửi Thành cầm sẵn đây rồi. Giá của nó là 3.450 thương lượng. Thành đang rất cần cái nguồn mà đất chính chủ gửi ở khu vực thị trấn Đức Hòa.
rồi lên đến khu vực Hòa Khánh, rồi vòng xoay Hòa Khánh, rồi quốc lộ 12 lên đến Hồng Nghĩa. Thành rất cần những cái khu vực này, và anh chị nào đang có đất mà cần bán thì cứ gửi cho Thành. Thành có để cái số điện thoại Zalo ở dưới góc màn hình của Thành đây. Đó, quý khách hàng có thể kết bạn Zalo, gửi thông tin, Thành sẽ đến quay video và chụp hình đất gửi cho khách của Thành tham khảo nhé. Một lần nữa Thành xin chúc quý khách hàng có nhiều sức khỏe, đầu tư Hồng Phát.